OK, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với livestream phiên à, bản tin phiên trưa 21 tháng 1, à, 21 tháng 11 năm 2023. Chúng chị sẽ có một uh, phiên chiều giao dịch thật là thuận lợi vậy nha. Rồi uh, về NINDEX trong thời điểm hiện tại thì đang có những trạng thái tích lũy trong một cái biên độ tích lũy yếu trong một xuông giảm và kỳ vọng cái nhịp tích lũy này có thể sẽ mang đến cho anh chị những biên độ lợi nhuận tốt khi mà về NINDEX vượt qua được những vùng kháng cự trong ngắn hạn. Do vậy, nếu trong thời điểm hiện tại VN Index có những cái điểm mua, điểm bán và à, những diễn biến ra sao thì anh chị có thể cùng thảo luận trong thời điểm hiện tại và với quan điểm của em, à, những cái nhịp rung lắc của VN Index trong một vài phiên tới sẽ là cơ hội để anh chị có thể gia tăng thêm tỷ trọng, gia tăng thêm cái lượng hàng trong danh mục của mình, trong tài khoản của mình để chuẩn bị đón chờ cái nhịp break về lại vùng tích cực là 1.205 Ok. À, chúng ta bắt đầu anh chị nha. Rồi à tổng hợp sơ về thị trường trong phiên ngày hôm nay một xíu về vận động của VN-Index thì anh chị thấy là VN-Index sáng nay đóng nến tại vùng 1106.85 tăng 3.19 điểm so với phiên ngày hôm qua với đầu rộng thị trường hiện tại đang nghiêm vừa các mã tăng 290 mã và các mã giảm thì có 169 mã mạ, các mã không đổi là 85 và anh chị thấy dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ nhiệt ở thời điểm hiện tại thì đa phần các nhóm anh đều cho những trạng thái sắc xanh khá tốt một số mã phiếu thì vào cuối phiên sáng bắt đầu có những trạng thái chững trở lại và quay về làm chiếu có một số mã thì giảm đỏ nhẹ nhưng mà với những diễn biến như này giảm nhịp đó sẽ là cơ hội để anh chị có thể tham gia gồm hàng nha anh chị nha. Rồi, à, tổng giá trị giao dịch của VN Index trong phiên sáng hơn 7.000 tỷ và phân bố cho nhóm ngành mã tăng hơn 4.200 tỷ và với cái trạng thái như này thì tác động tới chiều tăng thì anh chị thấy là hôm nay nhóm ngành thép lại quay trở lại kéo điểm cho thị trường. Hôm qua thì bất động sản khu nghiệp, hôm nay thì tiếp tục là nhóm ngành thép nhanh anh chị. Bên cạnh đó thì có một số mã phiếu của nhóm ngành ngân hàng gồm có BD, Vietcombank, VBank, GAT là nhóm ga ha, dầu khí rồi có Vinhome của bán à, bóng sản rồi Benji, EB của nhóm ngân hàng đó là mã cổ phiếu có phần vào chủ tăng còn chiều giảm thì có TMB, CTG, Tiên Phong, TCB, VTC, Vinamilk, SB, BCM là những mã cổ phần vào chiều giảm khó ngoại thì hôm nay lại quay lại một phiên bán rồng bán tỷ trọng nhiều trong thời điểm hiện tại là Vinamilk anh chị ha rồi bán thêm Vinhome nữa bán VRE mua thì liên tục những phiên gần đây mua ai rồi như vậy thì với VNIndex trong những đoạn hiện tại thì anh chị thấy là uh, VNIndex trong phiên ngày qua khi mà ảnh hưởng với những cái thông tin cuối tuần thì có một mức giảm mờ gáp và sau đó có một trạng thái bật tăng trở lại thì với trạng thái bật tăng như thế này hôm nay tiếp tục mức độ hứng phấn và có trạng thái tăng điểm lên tuy nhiên thì với cái trạng thái tích lũy yếu như thế này thì khả năng tăng của VNIndex nếu có thì nó cũng sẽ không tăng mạnh mà cái điểm uh, đang chờ là vn đang có những trạng thái cân bằng à, tích lũy ngắn hoặc là những trạng thái điều chỉnh với lại những vùng bên dưới sẽ là cơ hội cho các anh chị có thể gom các cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm trong cái nhịp này để có thể có được những cái biên lợi nhuận tốt anh chị nha à, thì ở trong nhịp này thì mình sẽ có hai tình huống một là vn sẽ có những trạng thái tích lũy đi ngang ở khu vực này để có cái quá trình nâng dần cái vùng cân bằng đi lên đóng lại cái trạng thái khách sạn rồi nâng dần cái vùng cân bằng lên thì lúc này sẽ có một lực bật hỗ trợ cho mình để có thể có những trạng thái bật tăng lên, lên trường hợp thứ hai đó là vn sẽ có những trạng thái điều chỉnh rung lách thì dù có rung lách điều chỉnh tới đâu thì cái vùng 1084 1077 sẽ là cái vùng hỗ trợ mà ở ngay tại ngay những khu vực đó anh chị có thể chia tỷ trọng và giải ngân dần các mã phiếu mình cũng như là ở khi mà về tới vùng này sẽ là cái vùng anh chị có thể mua tỷ trọng với khối lượng lớn hơn nha nha. Như vậy thì trong cái hoạt động của thị trường trong thời điểm hiện tại thì cái quá trình tích lũy vẫn đang còn diễn ra, đó là cái cơ hội cho các anh chị có thể giải ngân các mã phiếu nó đang ở trong những cái form mua uh, những cái quá trình đi ngang tốt lợi để anh chị có thể mua được nhanh chị nha. Ok, đó là về góc nhìn. Còn thời điểm hiện tại thì em thấy nếu có những cái quá trình điều chỉnh của VN-Index về lại vùng có sẵn sẽ là cơ hội anh chị mua khá tốt và mình sẽ chặn lại ngắn hạn đối với à, chặn lại cho cái nhịp này khi mà VN-Index mất đi vùng 1075, còn trường hợp không mất 1075 thì chúng ta vẫn có thể là có những cái tín hiệu tốt và kỳ vọng cho cái quá trình tăng điểm tiếp theo. ha. Rồi, đó là những góc nhìn để anh chị có thể có cái sự chủ động hơn. Thì các cái nhóm ngành mà anh chị vẫn tập trung trong dịp này vẫn là nhóm chứng khoán. Anh chị vẫn tập trung nhóm chứng khoán. Ví dụ ở trong dịp này các mã phiếu của nhóm chứng khoán thì lớn thì có SI. Nếu mà có rung lắc về lại gần vùng 31, 32. Rồi có VND. Ngày hôm nay mình có một trạng thái tăng điểm khá tốt thì nhịp test lại quanh vùng 20.7, 20.5. Rồi SHS có những trạng thái rung lắc về lại vùng biên bên dưới này. Rồi vít cũng tương tự vậy ha, vít thì về lại vùng hỗ trợ này. Rồi một số mã phiếu của nhóm khác có phong tăng tốt hơn ví dụ như là FTS nếu mà có rung lắc về lại vùng 41, 40 rồi có CTS về lại khoảng vùng 26.4 đó là những điểm khá tốt. Bất bất động sản thì cũng ít có những nhịp gần cái vùng hỗ trợ 19, à, 5, 19 là những vùng mua được này rồi có sell 22.8, 21.15 rồi có BDR nếu mà có những nhịp test trở lại anh chị nha rồi có DG cũng là một cái mạo phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong nhịp này rất nhiều à, Đầu đó khoảng vùng 25 là có thể mua được rồi bên cạnh đó thì có thêm Novaland có thêm à, 55 có thêm 5 Từ Liêm đó là những mặt phiếu anh chị có thể chú ý trong dịp này đối với nhóm ngành bông sản rồi nhóm bông sản công nghiệp thì anh chị đã thấy rồi trong video ngày hôm qua thì em đã có chia sẻ và giới thiệu với anh chị rồi ha rồi trong nhóm thép thì anh chị thấy là có NKG có HG có HBG đa phần các mặt cổ phiếu này đang chạm vào những vùng kháng cự do đó thì nếu tích cực họ sẽ tích lũy đi ngang sẽ tạo vùng mua còn trường hợp ít tích cực hơn điều chỉnh về lại gần vùng hỗ trợ sẽ là cái điểm mình mua ha thì những cái điểm cập những điểm mua này thì em đã cập nhật trong những video trước rồi anh chị có thể xem lại nha. Ok rất nhiều mã phiếu khác của các nhóm anh đang cho anh chị những điểm mua ví dụ BVD, BVS ha cũng đang gần những vùng hỗ trợ để anh chị có thể có những vị thế tham gia vào do đó hãy tận dụng cái nhịp này cứ túc tách túc tách và gom hàng à, chuẩn bị chờ cho một cái nhịp bùng nổ của index trong thời gian sắp tới. Ok chúc anh chị sẽ có được những vị thế giá tốt để tham gia vào các cái mã phiếu nếu anh chị muốn tham gia room tín hiệu tham gia cái à, rum khách hàng vip để trải nghiệm thì có thể là kết nối với em tịnh qua số điện thoại bên dưới 0987 98 1398 để cùng đồng hành với nhau cùng có lợi nhuận cùng nhau trong thời gian sắp tới trên thị trường chứng khoán anh chị nha ok cảm ơn cả nhà đã xem video nếu có những mã cổ phiếu khác anh chị quan tâm thì có thể để lại ở phần cùng chat và trước khi rời đi cho em tịnh một nút like cũng như là những bình luận trái tim màu tím để giúp cho video này có thể lan tỏa nhiều hơn và hỗ trợ cho nhiều anh chị biết hơn nha anh chị ok cảm ơn anh chị rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại